Hello, em Vương xin kính chào tất cả quý anh chị nhà đầu tư. Chào mừng anh chị đã quay trở lại với kênh Ichimoku Việt Nam cũng như quay trở lại với cái video sau giờ giao dịch của em Vương anh chị ha. Hôm nay là phiên giao dịch ngày 12 tháng 6 năm 2024 anh chị. Thì chúc cho anh chị có một cái buổi chiều thật là nhiều niềm vui và hy vọng cái video sẽ hữu ích đối với anh chị nhé. Thì hôm nay em sẽ chia sẻ với anh chị một cái cơ hội đầu tư. Cũng như là sẽ chia sẻ với anh chị về cái xu hướng hoạt động của thị trường của cổ phiếu, một vài cổ phiếu đáng chú ý trong cái phiên giao dịch tiếp theo. Thì hy vọng cái góc nhìn về thị trường, về cổ phiếu nó giúp cho anh chị đầu tư tốt hơn anh chị nhé. Thì hôm nay chúng ta thấy là một cái phiên giao dịch mà rất là nhiều cảm xúc anh chị ha. Thì thị trường chúng ta sau một cái thời gian đâu đó khoảng một tháng thì giằng co ngay tại cái vùng đỉnh cũ tháng 3 đó. Thì hôm nay là có một cái phiên bứt phá và đã vượt được cái đỉnh cũ, vượt được và đóng đánh thậm chí là ở 1.300 một con số rất đẹp ha. Ok, thì chúng ta sẽ nhìn lại cái phiên giao dịch ngày hôm qua hôm nay để xem diễn biến của trong phiên này nó như thế nào để có một cái đánh giá đúng về cái xu hướng của thị trường trong những phiên tiếp theo nha. Thì phiên hôm nay thì thấy là thị trường tăng đến 15.8 điểm, tương ứng với 1.23%, chỉ số của chúng ta là 1.300.19 nha. Hôm nay là một cái phiên thanh khoản có thể nói là ở mức trung bình 23.268 tỷ. Thì cái thanh khoản nó thật sự mạnh ở những thời điểm cuối phiên nó đẩy vào khối ngoại thì hôm nay có một cái phiên bán ròng đâu đó khoảng 588 tỷ. Thì phiên ngày hôm qua là một phiên bán ròng kỷ lục của chị 1.844 tỷ, thì hôm nay thì có sự ngưng lại gì đó. Hôm nay thì đóng phiên chúng ta có 313 mã xanh, 124 mã đỏ. Số mã xanh đã áp đảo hoàn toàn số mã đỏ vậy ha. Tác động đến thị trường, tác động đến chiều tăng thì có đáng kể nhất là VPBank, Vietcombank, FPT, HBG, BID, Masan, MBB. Ở chiều ngược lại thì những cổ phiếu tác động vào chiều giảm cũng không đáng kể là có Sapeco, Bao, XTG, BLX, DHG, SIP, GMD, PHR. Nước ngoài thì hôm nay chúng ta thấy bán cũng rất là mạnh đối với FPT, Vinhome, VRA, Vinamilk. Ở chiều mua thì có mua MBB, mua SSI, mua KDH, mua Masan. Về tự doanh thì hôm nay chúng ta có cái thông tin, cái số liệu của ngày hôm qua. Qua thì tự doanh mua ròng 58.8 tỷ. Thanh khoản thì chúng ta thấy phiên hôm nay thì thanh khoản thấp hơn phiên ngày hôm qua. Ngày hôm qua chúng ta có một phiên giao dịch 25.400 tỷ, còn hôm nay chỉ có 23.200 tỷ. Rồi thì đó là rồi chúng ta xem một số cái dòng tiền hôm nay thì tham gia vào giai đoạn cuối phiên, tham gia vào khá là rộng. Trong đó cái những cổ phiếu mà thu hút được dòng tiền nhiều lớn đó là nhóm công nghệ, nhóm ngân hàng, nhóm cổ phiếu trụ. Về cổ phiếu thì hôm nay chúng ta thấy những cổ phiếu mà tăng giá tốt, đầu tiên phải nói là phiếu trong cái lỗ tiền 30 đó là VPBank gì ha, và cái cổ phiếu thứ hai là FPT cũng tăng được 4.35%. VPBank ở cuối phiên này kéo đến 6% anh chị. Và những cổ phiếu khác khá là đáng chú ý như là HPG tăng đến 4.35%. Ở chiều giảm thì chúng ta thấy những cái cổ phiếu mà giảm mạnh thì hôm nay có
PSH và giảm gần sàn vậy ha. Và những cổ phiếu mà giảm nhiều trong phiên hôm nay thì đa số là những cổ phiếu penny ha. Những cái top cổ phiếu mà có khối lượng giao dịch lớn trong phiên ngày hôm nay chính là VPBank, VIX, SSI, MBB, SHB, HPG, Bao, Vinhome, HSG, FPT, vân vân vậy ha. Thì đó là điểm qua những cái diễn biến trong các phiên giao dịch ngày hôm nay. Những cái điểm chính anh chị ha, thì chúng ta thấy thì chúng ta sẽ nhìn cái đồ thị anh chị để đánh giá cái hoạt động của thị trường trong phiên giao dịch ngày hôm nay anh chị ha. Đó. Sau khoảng một tháng giằng co, anh chị thấy là từ ngày khoảng ngày 12 tháng 5 anh chị ha, sau một phiên mở gáp bay lên thì thị trường chúng ta tiếp tục giằng co ở quanh cái vùng đỉnh cũ à. Thì đến bây giờ mới có một phiên thật sự là thị trường đã vượt đỉnh thành công à. Thì chúng ta thấy rằng hôm nay thị trường nó vượt đỉnh chỉ có trong khoảng 30 phút cuối phiên anh chị sẽ quan sát lại cái vận động trong phiên giao dịch ngày hôm nay chỉ từ sau 2 giờ thì mới chúng ta thấy thị trường nó mới bùng nổ và khi mà mình có chia sẻ trong phiên anh chị, đặc biệt là khi thị trường nó vượt được cái nó phá được cái khách sạn trong khung đồ thị H1, nó có khách sạn hút giá khi mà những có những thời điểm đó là ở 1280 1281 là anh chị ha, thì mình đã chia sẻ trong cái giờ trong cái buổi live phiên chiều là có cái khách sạn nó hút lên vùng giá 1288 và khi mà thị trường sau 2 giờ nó phá được cái khách sạn 1288 thì bắt đầu nó có một xung lực rất là mạnh và nó đẩy thị trường lên rất là nhanh thì chỉ trong vòng 30 phút cuối phiên thì chúng ta thấy là có sự đảo chiều hoàn toàn, dòng tiền nó được đẩy vào và cổ phiếu nó được đẩy giá lên rất là cao, chỉ số cũng tăng rất là nhanh. Anh chị thấy chỉ trong một khoảng thời gian rất ngắn thì chỉ số chúng ta đã đẩy lên được 1.300 rồi anh chị ha, chỉ từ sau 2 giờ anh chị đặc biệt là sau 2 giờ 15 anh chị, 2 giờ là bắt đầu tăng và 2 giờ 15 là bắt đầu tăng rất là mạnh và chúng ta thấy một cái sự đặc biệt ở ở cái phiên giao dịch ngày hôm nay là có một cái sự dẫn dắt của cái nhóm cổ phiếu trụ VN30 anh chị VN30 trước thời điểm 2 giờ đặc biệt là phiên sáng anh chị thì chỉ có trong rổ VN30 chỉ có hai cái cổ phiếu, 2 đến 3 cổ phiếu thôi anh chị nhé, là FPT. Đầu tiên phải nói là FPT và Masan, và cổ phiếu thứ ba là SSI, là trong phiên sáng anh chị, xuyên suốt trong phiên sáng và những thời khắc đầu phiên chiều thì chỉ có 3 cổ phiếu này nó xanh, 2 đến 3, thì trong khi các cổ phiếu còn lại là trong rổ VN30 là đỏ hết. Thì tại thời điểm đó anh chị thấy sức mạnh của những cái cổ phiếu nhóm trụ như là FPT hay là Masan hay là SNI, anh chị chỉ có 2 đến 3 cổ phiếu này nó xanh điểm, nhưng mà tại thời điểm đó rổ VN30 nó vẫn là xanh điểm anh chị nha, cho đến 20 27 mã, 27 28 mã đỏ, nhưng mà cái tổng chỉ số của rổ VN30 vẫn xanh và khi mà thị trường sau 2 giờ anh chị, chúng ta thấy là dòng tiền nó đẩy vào, rõ ràng ở đây chúng ta thấy có một cái sự gọi là ý chí của thị trường anh chị, muốn vượt đỉnh trong phiên ngày hôm nay anh chị, anh chị thấy là chỉ cần trong quan trọng là ý chí của thị trường muốn như thế nào, và thị trường nó vận động ở vùng đỉnh này cả tháng này rồi và quan trọng là thời điểm nào, và hôm nay chính là thời điểm mà thị trường muốn vượt đỉnh anh chị, và chỉ trong vòng 30 phút thị trường đã vượt đỉnh thành công và vượt đỉnh một cách rất là mạnh mẽ thì chúng ta thấy phiên hôm nay là một phiên mà rất là tích cực và phiên hôm nay mình chia sẻ với anh chị rằng đây chính là một cái bàn đạp để thị trường bứt phá trong cái giai đoạn sắp đến thì giai đoạn sắp đến sẽ là cái giai đoạn mà chúng ta có thể nói là có thể đầu tư nó sẽ thuận lợi hơn, dễ dàng kiếm tiền hơn anh chị ha. Anh chị nào
chưa có danh mục cổ phiếu tốt hoặc là cần cơ cấu lại cái danh mục khi mà đầu tư giai đoạn vừa qua nó chưa hiệu quả, thì có thể liên hệ em để được hỗ trợ anh chị ha. Thì số điện thoại em có để trên màn hình, anh chị có thể liên hệ. Ok, thì chúng ta sẽ nhìn vào cái đồ thị phân tích kỹ thuật để đánh giá nhanh cái xu hướng thị trường trong cái phiên giao dịch ngày mai nó như thế nào anh chị ha. Thì anh chị có thể thấy là sau 2 giờ khi mà thị trường nó phá cách sạc trong khung đồ thị H1 anh chị ha, ở cái vùng giá 1288, thì từ 1288 nó tăng điểm lên 1.300 rất là nhanh anh chị, chỉ đâu đó 15 phút là nó chinh phục được 1.300 đó. Thì với cái đà như thế này anh chị, thì thị trường phiên ngày mai hoàn toàn có thể kích hoạt một cái dòng tiền mới khi mà thị trường đã vượt đỉnh 1.300. Đây là một vùng tâm lý mà chúng ta có thể nói là nhiều nhà đầu tư, đây là một thời điểm mà có thể nói là cái số tròn anh chị ha, 1.300 là nó ảnh hưởng tâm lý rất là nhiều, và vượt được 1.300 thì đó nó giải phóng tâm lý của nhà đầu tư, và ngày mai khả năng có một cái dòng tiền mới nó tham gia vào thị trường, có thể ngay trong phiên mai nó sẽ giúp thị trường tăng tiếp, và đâu đó có thể là 10 đến 20 điểm trong phiên ngày mai là chuyện bình thường, hết sức bình thường anh chị nha. Đó là kịch bản tích cực. Còn nếu như kịch bản mà không tích được tích cực bằng anh chị ha, phiên hôm nay đã là một phiên rất tích cực và nó sẽ tích cực cho cái giai đoạn tiếp theo. Và nếu như ngày mai là một ít tích cực hơn thì có sẽ xuất hiện cái sự rung lắc, và rung lắc chúng ta cũng sẽ thấy một sự rung lắc rất là nhẹ anh chị, có thể nó sẽ test lại cái vùng 1295, 1295 anh chị, 1295 đến 1290 anh chị nha. 1295 đến 1290 thôi, không có test lại nhiều đâu anh chị ha. Thị trường nhưng mà cơ hội phía trước là rất lớn. Rồi ok, đó là chia sẻ nhanh về thị trường trong phiên giao dịch ngày mai anh chị ha. Thì tiếp theo thì như thường lệ em sẽ chia sẻ cho anh chị một cái cơ hội đầu tư cổ phiếu, mà có thể nói là cái cổ phiếu này trong phiên ngày hôm nay có một sự bùng nổ rất là ngoạn mục, đó chính là cổ phiếu VPBank anh chị ha. Anh chị thấy là VPBank sau 2 giờ anh chị, thời điểm sau 2 giờ anh chị nha, VPBank có một sự bùng nổ rất là ngoạn mục và tăng điểm rất là mạnh. Trước 2 giờ thì vẫn chưa có diễn biến gì quá mạnh anh chị. Thì anh chị thấy VPBank nó đã tích lũy ở cái vùng này rất lâu anh chị ha, rất là lâu. Quanh cái vùng giá hiện tại quanh cái vùng giá 19 18.5 anh chị, quanh vùng giá 18.5 rất là lâu ở vùng này ha. Từ đầu năm đến giờ nó tích lũy ở đây. Thì chúng ta thấy hôm nay nó có một cái phiên mà chính VPBank là cái cổ phiếu của cái nhóm VN30, nó đã dẫn dắt thị trường và nó lan tỏa sức mạnh ra các cái nhóm ngành khác, và giúp cho thị trường chúng ta có một cái phiên bứt phá trong một khoảng thời gian ngắn vào cuối phiên. Thì chúng ta thấy VPBank sau một cái quá trình tích lũy thì hôm nay có một phiên bật tăng lên anh chị ha, 6%, một cổ phiếu trong rổ VN30 tăng được 6% không phải là không phải là nhiều anh chị nha. Và hôm nay nó thể hiện sức mạnh của mình kéo cả thị trường đi lên anh chị, bằng một cái cây vôn rất là thuyết phục. Thì đối với VPBank, chúng ta ngày phiên ngày mai nếu có một sự rung lắc nhẹ nào đó về quanh cái vùng giá 19 anh chị ha, quanh vùng giá 19 thì anh chị có thể tham gia đối với VPBank. Và VPBank đây chỉ mới là cái nhịp tăng đầu tiên của VPBank thôi anh chị nhé. Chúng ta hoàn toàn có thể nắm giữ dài đối với VPBank, và kỳ vọng VPBank có thể về lại vùng đỉnh cũ của nó ở vùng giá 24.8 anh chị nhé, 24.8. Trước mắt
đó là dài hạn, còn trước mắt thì chúng ta sẽ Vinbank nó sẽ về vùng giá 20.9 anh chị nha. 20.9. 20.9 là target 1 và target 2 là 24.7. 24.7. Anh chị thấy là hôm nay cái phiên mặt tăng này nó làm cho cái Bollinger Band chúng ta thấy thắt rất là chặt, và hôm nay nó mở band nó đi lên và khả năng nó sẽ còn tăng tiếp anh chị ha. Đó, anh chị tham gia VPBank sẽ là một cổ phiếu sẽ rất là tuyệt vời cho giai đoạn tiếp theo. Cổ phiếu này không chỉ dẫn dắt trong VN30 mà cả dẫn dắt cho thị trường trong phiên giao dịch ngày hôm nay, và phiên giao dịch ngày hôm nay chúng ta thấy sẽ là một cái phiên bàn đạp để mà thị trường bứt phá trong giai đoạn sắp đến. Cho nên chúng ta phải có cơ hội là chúng ta phải tham gia đối với lại VPBank anh chị ha, và chúng ta chờ đợi những cái phiên có thể sự rung lắc nhẹ nhàng nào đó về vùng giá 19 là chúng ta có thể tham gia anh chị nha. Thì nếu trường hợp xấu VPBank nó gãy lại cái vùng 18.2, gãy lại 18.2, gãy lại 10 đầu tiên, nếu như nó thủng lại 10 xả 18.5 anh chị ha, gãy lại 18.5 thì anh chị có thể, thì đó là điểm cắt lỗ của chúng ta. Tuy nhiên là cũng rất là khó vậy ha, sẽ là một VPBank sẽ là một cổ phiếu rất là đáng để đầu tư trong giai đoạn tiếp theo, và giai đoạn tiếp theo thị trường bùng nổ có thể sẽ không thể thiếu những cổ phiếu VN30, và hôm nay VPBank nó thể hiện sức mạnh của mình như vậy thì chúng ta hoàn toàn có thể kỳ vọng nó sẽ có những nhịp tăng bứt phá mạnh mẽ khi mà nó đã có một cái nền tích lũy rất là đẹp ở đây rồi anh chị nhé. Rồi hy vọng rằng cái chia sẻ về cái cơ hội đầu tư đối với cổ phiếu VPBank này anh chị có thể tham gia, và hy vọng cái deal này nó sẽ đem lại cái hiệu quả và lợi nhuận lớn cho anh chị. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả các anh chị đã theo dõi cái video của em. Anh chị nào chưa có người đồng hành hỗ trợ hoặc chưa được hỗ trợ tốt trong quá trình đầu tư, nếu thấy những cái video của em nó hay, nó có thể giúp anh chị đầu tư tốt hơn, thì anh chị có thể đồng hành cùng em bằng cách là mở một tài khoản SSI, và chị hoặc là có tài khoản thì chuyển về em quản lý ha. Số điện thoại thông tin thì em có để trên màn hình, em sẽ hỗ trợ tư vấn cho anh chị liên tục. Rồi xin cảm ơn tất cả các anh chị đã theo dõi video. Hy vọng ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục có một cái phiên mà thị trường tăng điểm tốt tiếp theo anh chị ha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các anh chị trong các video tiếp theo.